Xin chào quý khán giả, đến hẹn lại lên chúng ta lại gặp nhau trong chương trình giải đáp sản phẩm. Và đồng hành với tôi kỳ này là dược sĩ Ngọc Yển. Hôm nay đông y Thanh Tuấn dược thảo Từ Tâm sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả, đó là sản phẩm Thanh Hương Lớp Thanh Tuấn. Và dòng này là đang được rất là nhiều người quan tâm. Cũng vì thế mà chúng tôi đã nhận được rất nhiều những thắc mắc, những câu hỏi liên quan về sản phẩm. Và hôm nay dược sĩ Ngọc Yển sẽ là người giải đáp những thắc mắc này cho quý khán giả. Vâng, vậy thưa dược sĩ Ngọc Yển, thì cái thanh hương lết này nó có nguồn gốc và xuất xứ từ đâu ạ? Chào Linh, thì sản phẩm thanh hương lết này là được bào chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên do thầy thuốc Nguyễn Thanh Tuấn. Ông là chuyên gia hôi miệng, đã có kinh nghiệm hơn 15 năm trong việc nghiên cứu cũng như là tư vấn và đưa ra những cái giải pháp điều trị hôi miệng toàn diện. Và sản phẩm thanh hương lết này được bào chế trong nhà máy đạt chuẩn GMP, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh thương mại Công Đức, do lương y Nguyễn Công Đức, nguyên là giảng viên trường khoa y học cổ truyền trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đảm trách sản xuất. Và sản phẩm thanh hương lớp này là sản phẩm hoàn toàn là Việt Nam, chất lượng và an toàn khi sử dụng. Dạ vâng, vậy thì cái công dụng của thanh hương lết đem lại là gì ạ? Sản phẩm thanh hương lết này được chiết xuất từ 5 vị thảo dược, đó chính là thanh đại, cỏ mực, hương nhu, bạc hà và hoắc hương. Công dụng của thanh hương lết là giúp cân bằng độ pH trong khoang miệng, làm thơm miệng cũng như là tạo hơi thở thơm sạch cho người khi sử dụng. Đồng thời thì thanh hương lết cũng giúp khử khuẩn, kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa những vi khuẩn gây ra mùi hôi ở trong khoang miệng của chúng ta. Khi sử dụng sản phẩm này sẽ giúp cho bạn cảm thấy tự tin hơn trong quá trình giao tiếp với mọi người. Dạ vâng, vậy thì đối tượng nào để phù hợp sử dụng thanh hương lết và có phù hợp cho người phụ nữ mang thai và cho con bú hay không ạ? Sản phẩm thanh hương lết này là thích hợp cho hầu hết tất cả mọi người, đặc biệt là những người mà có cái vấn đề về hơi thở. Những người mà không tự tin khi giao tiếp với mọi người. Và thanh hương lớp là dạng nước ngậm, được bào chế hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là phụ nữ mang thai đang cho em bé bú hoặc là những em bé nhỏ vẫn có thể sử dụng được an toàn. Dạ vâng, vậy là mình có thể dùng nó là để sử dụng hàng ngày được đúng không ạ? Đúng rồi, ngoài cái tác dụng điều trị cho những người gặp vấn đề về hơi thở thì chúng ta vẫn có thể dùng cái sản phẩm thanh hương lớp này hàng ngày, giống như là một loại nước súc miệng. Và đặc biệt cái là nước ngậm thanh hương lớp này được bào chế từ thảo dược, không có chứa cồn, cho nên khi mà bạn sử dụng thường xuyên cũng sẽ không có cái tình trạng là bị khô miệng giống như là những cái sản phẩm nước ngậm mà có chứa cồn trên thị trường. Dạ vâng, vậy thì một chai thanh hương lớp này là có dung tích là bao nhiêu và cơ chế tác dụng của nó như thế nào ạ? Một chai thanh hương lớp như chúng ta đang thấy là được đóng gói với dung tích là 250ml. Và sản phẩm này được bào chế thành dạng nước ngậm, cho nên là khi chúng ta ngậm thì nó sẽ khuếch tán ở toàn bộ khoang miệng. Đồng thời nó sẽ thẩm thấu sâu cũng như len lỏi vào sâu những chân răng, kẽ răng, giúp làm sạch, tiêu diệt những cái vi khuẩn gây mùi. Rồi đồng thời giúp ngăn ngừa được cái việc hình thành những cái mảng bám ở chân răng, kẽ răng. Và với các vị thảo dược như là hương nhu, bạc hà, hắc hương thì nó sẽ mang lại một cái mùi thơm dễ chịu trong khoang miệng của người sử dụng nữa. Dạ vâng, vậy thì thanh hương lết nó có khó ngậm hay không, và lỡ khi mà mình lỡ phải mà nuốt phải thì như thế nào ạ? Sản phẩm thanh hương lết không có khó sử dụng. Khi mà chúng ta dùng á thì sẽ lưu lại được cái mùi hương của các cái vị thảo dược đặc trưng là hương nhu và bạc hà. Khi sử dụng mà chẳng may nếu như mà bạn có nuốt phải á, thì bạn sẽ uống thêm thật là nhiều với nước vào, nó sẽ làm loãng cái dung dịch thảo dược ở trong dạ dày, sẽ không có gây ra những cái ảnh hưởng. Dạ vâng, vậy thì thanh hương lết là dạng nước ngậm thì nó có đem lại sự ố vàng răng cho chúng ta hay không? Thì tôi thấy ở trên thị trường thì rất là nhiều sản phẩm nó bị ảnh hưởng tới răng á. Thì sản phẩm này như thế nào ạ? Đối với những người mà men răng mình bình thường á, thì cái sản phẩm nước ngậm thanh hương lớp này sẽ không có gây ra cái tình trạng làm ố vàng ở chân răng hay men răng.
tại vì nó được bào chế từ các vị thảo dược, và các thảo dược này rất là an toàn. Còn trường hợp những bệnh nhân nào mà gặp cái vấn đề men răng yếu á, thì sau khi sử dụng xong khoảng một vài phút thì bạn có thể súc miệng lại sơ với nước lọc, thì nó sẽ tránh được cái tình trạng là bị ố vàng ở chân răng. Và nếu như chẳng may mà có cái tình trạng ố vàng á, thì bạn cũng không cần phải lo ngại, khi mà cái này nó chỉ là cái màu của vị thảo dược thôi, cho nên là sau khi dùng bạn vệ sinh răng miệng sạch sẽ, đánh răng là nó sẽ hết. Dạ vâng. Vậy thì khi mà mình trong quá trình sử dụng cái thanh hương lết này á, thì mình có cần kiêng cữ hay là làm gì đó để nó phối hợp để điều trị cho nó hiệu quả hơn hay không ạ? Sản phẩm thanh hương lết này thì chúng ta không cần phải kiêng cữ gì cả. Tuy nhiên là đối với những người gặp vấn đề về hơi thở, thì ngoài sử dụng cái thanh hương lết để ngậm hàng ngày, thì chúng ta cũng cần chú ý đến việc chăm sóc vệ sinh răng miệng kỹ hơn. Chẳng hạn như là nên thường xuyên dùng cây cạo lưỡi để vệ sinh lưỡi, dùng tăm chỉ nha khoa để làm sạch những cái mảng bám ở chân răng, kẽ răng. Ngoài ra thì hôi miệng còn do rất là nhiều nguyên nhân nữa, cho nên nếu chúng ta chưa biết được mình bị do nguyên nhân nào, thì chúng ta cần phải có cái sự tư vấn để mình biết được mình bị do cái nguyên nhân nào gây ra. Đi điều trị đúng với nguyên nhân thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả tận gốc hơn. Dạ vâng. Nếu quý khách hàng muốn tìm hiểu hoặc muốn mua sản phẩm thanh hương lết này, có thể truy cập website siêu thị thuốc đông y.vn hoặc liên hệ hotline 0908 136 855. Hoặc quý vị khán giả còn nhiều thắc mắc, những câu hỏi liên quan về nước súc miệng thanh hương lết này, thì có thể gửi thư qua email chamsockhachhang.dongythanhtuan@gmail.com. Và chương trình giải đáp kỳ này đến đây là hết, và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tiếp theo.